Xin mời các bạn một ngụm trà hoa nha. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Truyện Tích Pháp Cú. Ở chương trình lần trước, chúng ta đang đến với câu pháp cú số 21, 22 và 23. Và một cái câu chuyện cũng khá là dài và mới có được phân nửa chuyện thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp nha. Nhưng mà bây giờ thì Nghĩa sẽ đọc lại ba câu pháp cú này cho mọi người nghe thêm một lần nữa. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Đó là câu 21. Câu 22. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Câu 23. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt thanh tịnh vô thượng. Và ở lần trước chúng ta đã nghe cái câu chuyện về vua Udena cũng như là câu chuyện về viên trưởng khố thành phố Gosaka. Ở cái giai đoạn tuổi nhỏ đã bị người cha nuôi tìm cách hãm hại tổng cộng là 7 lần và ông cũng thoát chết 7 lần. Thì chúng ta đang mới dừng đến cái phần 2. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nghe qua phần 3. Thời niên thiếu của Samavati. Tại thành phố Badavati có viên trưởng khố tên là Badavatiya, vốn là bạn của trưởng khố Gosaka. Họ chưa hề gặp mặt, chỉ kết bạn vì nghe thương buôn qua lại giữa hai thành phố ca tụng tuổi tác và tài sản hai bên. Từ đó họ trao tặng phẩm vật cho nhau. Về sau, bệnh dịch tả hoành hành trong nhà Badavatiya, trước hết là ruồi, côn trùng chết, rồi lần lượt là chuột, gà vịt, heo bò, nô lệ trai và gái. Cuối cùng là người trong gia đình, Badavatiya cùng vợ và con gái nhờ phá tường chạy trốn nên thoát chết. Họ nhắm hướng Kosambi, định tìm đến Gosaka. Dọc đường lương thực khô cạn, họ kiệt sức vì đói khát và phải phơi mình dưới nắng gió. Vất vả lắm, họ mới đến được Kosambi. Sau khi tắm xong trong một hồ nước, họ thấy dễ chịu, rồi vào nghỉ trong nhà trạm ở cổng thành. Viên trưởng khố kể cho vợ con biết là bạn của ông, viên trưởng khố tại đây, mỗi ngày đều phân phát 1.000 đồng tiền cho kẻ nghèo khó mù loà và ông quyết định ở lại đây vài ngày. Cho con gái đến chỗ bố thí xin thức ăn về, lấy lại sức rồi mới đi gặp bạn. Thế là cô gái nhà giàu hết cả kiêu hãnh trong cơn hoạn nạn, cố giấu xấu hổ, cầm bát đi với đám dân nghèo xin ăn. Người ta hỏi cô xin mấy phần, lúc đầu cô xin 3 phần, ngày hôm sau cô xin 2 phần và hôm sau nữa chỉ còn có 1 phần. Ngày đầu tiên cha cô được mẹ cô an ủi và nài nỉ mãi mới chịu ăn của bố thí đó, nhưng vẫn không tiêu nổi. Do đó sáng sớm hôm sau ông qua đời. Rồi hôm sau đến lượt mẹ cô cũng bỏ cô mà đi theo cha. Còn lại một mình, cô gái nằm lăn khóc lóc, than van cho số phận bất hạnh và cảnh đời bất trắc của mình. Nhưng cơn đói cào cấu ruột gan đã khiến cô ngồi dậy, vừa khóc vừa đi theo đoàn ăn mày xin cơm. Người quản lý Mitta nhớ rằng cô gái nhận thức ăn 3 ngày liên tiếp nên nạt đùa. Hỏng, thứ đàn bà tôi, rốt cuộc hôm nay mày đã biết cái bụng mày chứa được bao nhiêu chưa? Vốn con nhà thế việc lại hiền lành nhút nhát, cô nghe như bị kim châm múi sát. Cô chỉ biết nghẹn ngào hỏi, thưa ngài, vậy nghĩa là sao? Hôm kia mày lấy 3 phần, hôm qua lấy 2, còn hôm nay chỉ lấy 1. Vậy là đến hôm nay mày mới biết bụng mày chứa được bao nhiêu cơm. Thưa ngài, không phải tôi lấy những phần ấy cho tôi. Vậy sao mày lấy? Hôm kia tôi có 3 người, hôm qua có 2, bây giờ chỉ còn một mình tôi thôi. Cô gái kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Mita nghe xong không cầm được nước mắt. Ông bảo cô gái lòng đầy trắc ẩn, con thân yêu, trước đây con là con gái của Badavatiya, nhưng từ nay trở đi con là con gái của ta. Một hôm, cô nhận thấy chỗ phân phát thức ăn luôn ồn ào, bèn góp ý với cha nuôi làm lối đi từ hai cổng ra vào đến chỗ phát thức ăn. Có hàng rào bao quanh, người ta sẽ vào bằng cửa này, lãnh thức ăn xong, ra bằng cửa kia lần lượt theo lối đi. Như vậy sẽ trật tự và êm thấm. Cha cô bằng lòng và cho thi hành. Từ đấy, cô gái vốn tên là Sama, nay thêm Vati, nghĩa là hàng rào. Trưởng khố Gosaka lâu nay đã quen tiếng ồn náo nơi phân phát thức ăn và cũng thích thú xem đó là sinh hoạt trong nhà ăn của mình. Hôm nay là im lặng, ông ngạc nhiên hỏi quản lý Mitta và nhờ đó biết được con gái mồ côi của Badavatiya bạn mình. Gosaka liền nhận cô gái làm con nuôi.
Vào ngày lễ hội trong thành, các tiểu thư con nhà vọng tộc được phép ra ngoài tắm sông, và khi Samavati, con gái nuôi của Gosaka, cùng 500 tỳ nữ đi tắm, ngang qua cung điện, lọt vào mắt của vua Udena nên được lệnh tiến cung. Từ đó, nàng trở thành hoàng hậu. Một thứ phi khác của vua Udena là Migandija, nguyên là con gái của một bà La Môn tên là Megandija, sống ở xứ Kuru. Mẹ cô và cả chú út, em của cha cô, cũng tên là Magandija. Cô ta đẹp như thiên nữ, nên ông bà La Môn khó tính, không thấy ai, kể cả những chàng trai vọng tộc nhất trong xứ đã đến cầu hôn, xứng đáng làm rể đông sàng của ông. Ngày kia, sáng sớm, Đức Đạo Sư quan sát thế gian, nhận thấy bà La Môn, Magandija và vợ ông có đủ duyên lành chứng quả Anaham. Ngài đắp y ôm bát đến vùng ven phố thị, nơi bà La Môn đang tế thần lửa. Ông ta ngắm nhìn thân Như Lai, thấy toàn hảo, thầm nghĩ, không ai trên thế gian có thể so bì với người này. Ta sẽ gả con gái cho ông để nâng khăn sửa túi. Ông ta nói với Đức Đạo Sư, này Tỳ Kheo, tôi có cô con gái độc nhất và chưa thấy ai xứng đáng với nó trừ ông. Ông phải có một người vợ và nó phải có một người chồng. Tôi sẽ gả nó cho ông, hãy đứng đợi tại đây cho đến khi tôi trở lại. Đức Đạo Sư đứng yên không nói một lời. Người bà La Môn vội vã về nhà, hớn hở bảo với vợ, bà ơi, tôi đã gặp một người xứng đáng với con gái ta, mau lên, mặc cho nó bộ đẹp đẽ vào. Rồi ông dẫn vợ và con vào gặp Đức Đạo Sư. Trong thời gian đó, Đức Đạo Sư thay vì đứng yên chờ đợi, ngài bỏ đi, để lại một dấu chân. Đến nơi cũ, người bà La Môn ngạc nhiên không thấy Phật, nhìn quanh quốc một hồi, ông phát hiện dấu chân. Vợ người bà La Môn thuộc lòng ba bộ Vệ Đà, luôn cả những bài thơ liên quan đến tướng số, bà lẩm bẩm đọc lại và xem xét tỉ mỉ hình nét dấu chân trước mặt. Cuối cùng bà kết luận, ông ơi, đây không phải là dấu chân của người chạy theo ngũ dục. Người bà La Môn không tin vợ nên nạt đùa, khéo tưởng tượng, hãy im đi. Bà vợ vẫn một mực đoan chắc, ông nói gì thì nói, nhưng đây không phải là dấu chân người chạy theo ngũ dục. Người bà La Môn vẫn đi lòng vòng tìm kiếm, chợt thấy Đức Đạo Sư liền mừng rỡ reo lên, ông ta đi rồi. Và ông thưa với Phật, Tỳ Kheo, tôi gả con gái cho ông để nâng khăn sửa túi. Đức Đạo Sư thay vì trả lời ưng thuận hay không thì lại bảo, bà La Môn, ta có vài việc để nói với ông. Và ông ta lắng nghe Đức Đạo Sư kể chuyện Ma Vương đã theo đuổi ngài như thế nào, từ lúc xuất gia tới khi ngồi dưới cội Bồ Đề. Cuối cùng, chính Ma Vương ngồi dưới cây Bồ Đề, thiểu não buồn rầu vì thấy quyền lực của mình không làm gì Phật được. Con gái Ma Vương bèn đến an ủi cha, rồi biến thành thiếu nữ trẻ và đàn bà đứng tuổi để cố quyến rũ Phật. Đức Đạo Sư lúc đó nói rằng, đã thấy rõ khát ái, sầu buồn, dục lạc, ta đâu còn ưa hạnh phúc tình yêu, tấm thân kia chứa các thứ tiểu tiêu, ta không muốn dù dùng chân chạm đến. Ngay khi Phật kết thúc bài kệ, người Bà La Môn và vợ chứng Anaham, còn Magandija tự nhủ, nếu ông này không cần ta kể cũng đúng, nhưng nói người ta chứa đầy phẫn tiểu thì thật quá lắm. Được rồi, với dòng dõi, địa vị xã hội, tài sản và sức quyến rũ của tuổi thanh xuân sẵn có, ta sẽ được một tấm chồng xứng đáng, và rồi ta sẽ biết làm gì đối với Sa Môn Cô Đàm. Từ đó, cô nuôi lòng căm ghét Đức Phật. Cha mẹ cô gửi cô cho chú Kula Magandija vì biết cháu mình chỉ xứng đáng làm vợ của vua, nên trang điểm cho nàng đủ món trang sức rồi đưa đến Kosambi dâng cho vua Udena. Vua hài lòng, làm lễ đăng quang cho nàng lên ngôi thứ phi với 500 thị nữ. Tiếp theo chúng ta đến với phần cái chết của Samavati và Magandija. Có ba vị chứng khố cùng ở Kosambi là Gosaka, Kukuta và Pavariya. Mùa mưa gần đến, 500 ẩn sĩ từ Hy Mã Lạp Sơn về thành khất thực. Cả ba vị chưởng khố hoan hỷ cung cấp tọa cụ và cúng dường thức ăn, và còn dâng cúng phòng ốc trong nhà mình suốt 4 tháng mưa khi các vị ẩn sĩ chịu ở lại. Từ đó, thường thường sau 8 tháng trong Hy Mã Lạp Sơn, các ẩn sĩ về ngủ 4 tháng mưa nơi ba chưởng khố. Một lần, từ Hy Mã Lạp Sơn trở về thành, các ẩn sĩ ngồi nghỉ dưới gốc một cây đa to trong rừng vắng. Vị già nhất vừa nghĩ đến xin nước uống nơi vị thần cây, chắc là một vị đại lực thần vương, thì lập tức họ được nước uống. Nghĩ đến thức ăn thì cũng được thức ăn, rồi muốn nhìn thấy cây thần, cây cũng được nhìn thấy. Thần cây tách khỏi thân cây chui ra. Các vị ẩn sĩ đến gần ông và hỏi làm thế nào ông được đại thần lực như vậy. Vị thần khiêm tốn,
thấy công đức mình nhỏ nhoi không muốn nói, nhưng vì bị nài nỉ mãi, đành phải kể lại chuyện quá khứ. Thần cây xưa là người nghèo, sinh sống nhờ tìm được việc làm với ông cấp cô độc. Vào ngày bác quan trai từ tinh xá trở về nhà, cấp cô độc hỏi gia nhân có cho người làm này biết hôm nay là ngày trai giới không? Họ chưa cho biết. Ông liền bảo nấu cho anh ta phần ăn tối. Nhưng khi dọn cơm lên, anh ta đã từ chối không ăn, dù đã làm việc cực nhọc suốt ngày trong rừng. Sở dĩ ông ta nhịn ăn vì hôm nay là ngày trai giới. Chiều nay thật là im lìm, khác với mọi chiều tiếng ồn vang dội, nào là cho tôi cơm, cho tôi nước súp, cà ri. Mọi người đều giữ giới không ăn chiều, ngay cả đứa bé còn ẩm ngửa. Sau khi súc miệng, họ chỉ ngậm 4 viên kẹo. Một đèn dầu thơm thắp sáng cả phòng, và già trẻ đều đọc lên 32 yếu tố của thân. Riêng anh vì hay tinh trẻ, mới bắt đầu ngày trai chiều nay nên được hưởng nửa công đức. Đến tối, anh bắt đầu thấy khó chịu vì quá đói. Anh nịt một sợi dây quanh mình và nắm đuôi dây nịt trong tay, anh cứ siết thêm mãi. Trưởng giả hay được, cầm đuốc đến chỗ anh và lấy 4 viên kẹo cho anh. Nhưng anh vẫn không ăn vì không muốn mất luôn nửa công đức ngày trai. Anh kiên trì giữ giới như thế cho đến khi mặt trời mọc thì lìa đời như một vòng hoa héo và tái sanh vào cây đa này. Rồi thần cây kết luận, trưởng giả đã cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, và nhờ ông ta tôi hưởng được phước báu nửa ngày trai giới nên mới có đại thần lực này. 500 ẩn sĩ nghe đến danh hiệu Phật liền trỗi dậy, giang tay ra trong thái độ tôn kính và khẩn cầu vì thần cây hãy nói Phật Đà. Họ yêu cầu thần cây nói lên niềm tin của mình bằng cách lặp lại 3 lần Phật Đà. Rồi họ trịnh trọng tuyên bố rất khó mà được nghe danh hiệu này trên thế gian. Và kết luận, thần nhân, ông đã cho chúng tôi nghe được một âm thanh mà biết bao trăm ngàn kiếp chúng tôi không hề nghe. Rồi các môn đệ ngỏ ý với thầy, họ muốn đi đến Đức Đạo Sư, và tất cả đều đồng ý là ngày mai, sau khi nhận thức ăn nơi 3 vị trưởng khố, nói cho 3 vị ấy biết ý định rồi sẽ lên đường. Cả 3 sau khi dâng tọa cụ và cúng dường cháo đặt tại nhà mình, được biết đoàn ẩn sĩ sẽ đi ngay thì không tránh khỏi ngạc nhiên nên hỏi, chư tôn giả, không phải các ngài đã hứa ở lại với chúng tôi 4 tháng mưa sao? Bây giờ các ngài đi đâu? Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, Pháp đã ra đời, Tăng đã ra đời, do đó chúng tôi đi gặp Đạo Sư. Nhưng chỉ có các ngài mới xứng đáng đi đến Đức Đạo Sư sao? Không ai ngăn cấm hết đạo hữu à. Vậy thì chúng tôi cùng đi. Vì phải chuẩn bị nên 3 vị trưởng khố để đoàn ẩn sĩ đi trước. Họ đến Thế Tôn xưng tán, đảnh lễ ngài và cung kính ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp tuần tự cho họ, và ngay khi kết thúc bài pháp, tất cả đều chứng A-la-hán cùng các thứ thần thông. Rồi họ xin gia nhập tăng đoàn. Phật bảo hãy đến các tỳ kheo. Họ liền trở thành tỳ kheo có đầy đủ y bát do thần lực tạo ra. Phần 3 trưởng khố thì sắm những thứ cúng dường cần thiết, gồm y phục, ngoạ cụ, bơ, mật, chở mỗi thứ 500 xe đi đến xá vệ. Gặp Phật, họ đảnh lễ, nghe pháp và cuối bài pháp chứng quả dự lưu. Họ ở lại với Thế Tôn 2 tuần cúng dường và thỉnh Phật đến Kosambi. Các 3 trưởng khố có người hầu là Sumana làm vườn, phục vụ họ đã lâu, anh ta xin cúng dường Phật và được dành cho ngày mai. Anh làm vườn Sumana vẫn thường bán hoa cho Khujutara, nữ tỳ của hoàng hậu Samavati. Nhưng hôm đó, anh không cắt hoa giao cho hoàng cung mà dành để dâng Phật vì anh đã thỉnh Phật về nhà cúng dường. Ngoài những lời xin lỗi Khujutara, anh còn mời nàng ở lại. Xin cô đợi tôi hầu Phật và nghe pháp, sau đó cô có thể lấy hết số hoa còn lại. Cô đồng ý. Khi Phật dẫn đầu tăng đoàn đến nhà, Sumana đỡ lấy bình bát và được Phật hồi hướng công đức. Những lời này đã khiến Khujutara chứng quả dự lưu. Từ trước đến giờ, trong số tiền 8 đồng của vua Udena dành cho hoàng hậu Samavati mua hoa, cô thường cất riêng 4 đồng cho mình và chỉ mua 4 đồng hoa. Hoàng hậu ngạc nhiên thấy số hoa gấp đôi mọi ngày, hỏi ra mới biết tự sự. Và lý do nhờ nghe bài thuyết pháp của đấng giác ngộ tối thượng, thay vì nổi giận nhiếc mắng cô tỳ nữ và đòi lại số tiền cô đã bớt xén, thì bà lại sanh tâm hoan hỷ, muốn được uống dòng pháp bất tử đó. Và trước khi trùng tuyên bài pháp của Như Lai, Khujutara được hoàng hậu tắm cho với 16 bát nước thơm, được mặc vào y phục đẹp bằng vải mình, từ đồ lót đến áo khoác vai, và cũng được dọn sẵn một chỗ ngồi. Cô đã thuyết pháp cho 500 cung nữ nghe, y như Thế Tôn đã thuyết.
ngồi pháp tòa, tay cầm chiếc quạt có hình vẽ. Mọi người nghe xong đều vui mừng bảo cô: "Này bạn, từ nay trở đi đừng làm việc tội lỗi, hãy làm một bà mẹ và một đạo sư của chúng tôi. Hãy đến Thế Tôn, nghe đủ hết pháp đã giảng và về đây trùng tuyên lại cho chúng tôi." Cô đã thi hành thật trung thực lời dặn dò, đến nỗi sau đó cô thuộc lòng hết tâm tạng và Đức Phật cũng đã xác nhận là trong hàng cư sĩ nữ, người đã học thuộc thánh điển và có thể giảng giải pháp đệ nhất là Khujutara. 500 cung nữ sau những thời pháp của Khujutara đều phấn khởi và mong muốn gặp Thế Tôn. Nhưng với luật lệ cung cấm, cung nữ không thể tự do đi ra ngoài. Vì vậy, Khujutara bảo họ hãy đục lỗ trên tường, mang sẵn hương hoa để đó. Khi Thế Tôn đến cửa nhà ba chưởng khố, từ trong phòng mỗi người nhìn qua lỗ tường sẽ thấy được Ngài để đảnh lễ và xưng tán. Một hôm, Thứ Phi Magandhya rời cung điện, đi bộ đến dãy phòng cung nữ và ngạc nhiên khi thấy những lỗ hổng trên tường. Hỏi ra mới biết là vì các cung nữ muốn chiêm ngưỡng và cung tán Phật. Bà muốn mưu hại Samavati và Phật nên tâu với vua Udena là Samavati và đám cung nữ tùy tùng sẽ phản bội vua và trong vài hôm nữa sẽ hại mạng vua, nhưng vua không tin. Bà cứ tâu tới tâu lui bên tai nhưng vua vẫn không tin. Bà bèn thỉnh vua đến khu vực Samavati chỉ những lỗ hổng trên tường. Vua hỏi tại sao và khi hiểu được lý do, vua không nói lời nào, chỉ truyền lấp hết lỗ hổng và cho làm cửa sổ có một khoảng hở ở trên tại tất cả các phòng. Người ta nói loại cửa sổ hở bên trên ra đời từ đó. Không bôi nhọ được Samavati cùng các cung nữ, Thứ Phi Magandhya quay sang tìm cách lăng nhục Đức Phật. Bà xúi dục những tên côn đồ đi sau Phật, mắng nhiếc và nhục mạ Ngài với đủ lời lẽ nặng nề. Tôn giả A Nan nghe những lời chửi bới quá thậm tệ không chịu nổi bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, dân ở đây mắng nhiếc và nhục mạ chúng ta hãy đi nơi khác." "Ta sẽ đi đâu A Nan?" "Đến thành phố khác thưa Thế Tôn. Nếu ở đó người ta cũng chửi mình thì sẽ đi đâu A Nan?" "Sẽ đi chỗ khác nữa thưa Thế Tôn. Nếu ở đó người ta cũng chửi mình nữa thì sao?" "Chúng ta lại đi đến chỗ khác thưa Thế Tôn." "A Nan, đừng nói như thế. Ở đâu có khó khăn thì giải quyết ở đó, ổn thỏa rồi mới được phép đi nơi khác. Nhưng ai chửi ông A Nan?" "Bạch Thế Tôn, mọi người đều mắng nhiếc chúng ta, bọn côn đồ và cả đám dân kia." "A Nan, ta như con voi xông ra trận, bổn phận của voi xông trận là hứng chịu những mũi tên từ bốn phía." "Đúng thế, bổn phận của ta là kham nhẫn những lời nói độc ác." Rồi Đức Phật khuyên A Nan: "A Nan, đừng phiền muộn, những người này chỉ mắng nhiếc ông trong 7 ngày, đến ngày thứ 8 họ sẽ yên lặng. Khó khăn đến với Phật không kéo dài quá 7 ngày." Magandhya tuy thất bại trong âm mưu đẩy Phật rời khỏi thành vẫn không lùi bước. Bà lập kế hại bọn cung nữ kính tin Phật. Bà dặn chú của bà là thầy tư tế trong cung mang theo 8 con gà sống và 8 con gà chết vào hầu vua. Lúc đó đang uống rượu với bà, người chú vào cung đến bậc thềm cao nhất thì đứng ở đó không muốn vào chốn ngự ẩm. Bà liền bảo tiểu đồng đến đó lấy 8 con gà sống dâng vua và xúi vua ra lệnh cho cung nữ của Samavati nấu nướng dâng lên vua. Vua chuẩn tấu, tiểu đồng y lệnh đi ra rồi trở về tâu lời của các cung nữ: "Chúng ta không giết hại sinh vật." Magadhyaya lại tiếp tục toan hót: "Đại vương, muốn biết họ có thật sự giết hại sinh vật hay không, xin bệ hạ cứ bảo nấu nướng gửi đến Sa Môn Cồ Đàm." Vua nghe theo, lại sai tiểu đồng đi đến các cung nữ lần nữa, nhưng lần này chú mang 8 con gà sống đến thầy tư tế trước đó để đổi lấy 8 con gà chết rồi mới giao lệnh vua đến các cung nữ. Vua ra lệnh nấu những con gà này dâng Đức Phật. Lần này họ nhận lời: "Dĩ nhiên đây là bổn phận của chúng tôi." Tiểu đồng trở về tâu lại đúng như vậy, Magandhya không bỏ lỡ dịp dèm pha với vua: "Đại vương thấy chưa, họ không làm theo ý ngài mà chỉ hướng về người khác." Nhưng vua vẫn giữ yên lặng, tha thứ cho họ. Magandhya tức tối nhưng không biết làm gì hơn, đành cố nuốt hận chờ dịp khác. Nhà vua có thói quen đến với mỗi hoàng hậu 7 ngày, biết rằng ngày hôm sau vua sẽ đến cung của Samavati. Magandhya nhắn người chú gửi cho bà một con rắn để tẩm thuốc độc vào răng. Đi đâu, vua Udena vẫn mang theo cây đàn dùng chú thuật lũ voi. Trong bao đàn có thủng một lỗ và bà đã bỏ con rắn vào đó, xong bích lại với một bó hoa. Khi vua sắp đi đến cung Samavati, bà bèn kể cơn mộng dữ và xin can vua đừng đến đó. Vua không nghe, bà lại đòi đi theo, dù nhà vua không đồng ý lắm.
được Samavati và cung nữ hầu cận mặc y phục, xông ướp hương hoa và trang sức xong, vua ăn uống thân mật và lên giường để đàn bên gối. Magandhya giả vờ đi tới lui, thừa lúc không ai để ý, rút bó hoa trong cây đàn ra. Con rắn đã bị bỏ đói trước đó mấy ngày, trườn ngay ra khỏi lỗ thủng, ngóc đầu và rít lên, cuốn mình trên đầu giường. Magandhya làm như bất ngờ thấy con rắn, hoảng hốt la lên, ôi đại vương, con rắn kìa. Nhà vua thấy rắn sợ chết khiếp, lửa giận phừng phừng, ông gầm lên, chúng đã cả gan làm việc tày trời như vậy, thật là tội lỗi. Rồi nhà vua ra lệnh mang chiếc cung của mình, một cái cung khổng lồ, phải 1000 người mới khiêng nổi, để Samavati đứng trước, còn tất cả cung nữ đứng nhắm ngay ngực Samavati. Nhưng nhờ thần lực xuất phát từ lòng từ bi của bà, mũi tên quay ngược lại theo con đường đã đến, nhắm ngay tim nhà vua. Vua thầm nghĩ, mũi tên này có thể xuyên qua cả tảng đá và không có vật gì trong trời đất này khiến nó quay mũi lại. Giờ đây, nó đã quay trở lại khi gặp Samavati. Tuy vô tri giác và không có sự sống, nó vẫn biết Samavati là con người hiền thiện. Thế mà một vị vua, một con người như ta lại không biết được. Vua ném cung đi, quỳ trước Samavati, giang hai tay ra cung kính nói kệ. Ta quá sức hoang mang bối rối, bốn phương trời đảo lộn trong tâm. Samavati hỡi xin nàng che chở, hãy làm nơi nương tựa cho ta. Samavati, đệ tử của đấng đại giác, cũng đáp lại bằng bài kệ. Đừng tìm nương tựa nơi tôi, hãy tìm nương tựa ở nơi Phật Đà. Đấng vô thượng, ngài chính là người tâm tôi hướng tới mà nấu nương. Đại vương nương đấng Pháp vương, tôi xin nương tựa đại vương một lòng. Vậy thì ta xin nương tựa nơi nàng và nơi Đức Đạo Sư, ta sẽ ban ơn cho nàng. Bà hoan hỷ, tôi xin nhận. Nhà vua đến chỗ Phật xin quy y và thỉnh Phật nhận cúng dường rộng rãi trong 7 ngày, rồi quay sang Samavati, vua bảo, hãy đứng lên và chọn gì tùy ý. Đại vương, tôi không cần vàng bạc, nhưng chúng tôi xin đặt ân này. Xin ngài sắp xếp sao cho Thế Tôn có thể đến đây mỗi ngày cùng với 500 tỳ kheo để tôi được nghe Pháp. Nhà vua quay lại đảnh lễ Phật và cung thỉnh Phật cùng với 500 tỳ kheo. Vì Phật không thể đến hoài một chỗ trong khi nhiều nơi cần, nên ngài gửi trưởng lão A Nan đến hoàng cung mỗi ngày. Hôm đó như thường lệ, họ dâng thức ăn và lắng nghe trưởng lão thuyết pháp, lòng tràn đầy an lạc. Họ dâng lên trưởng lão 500 bộ y vàng đang khoác trên vai, mỗi bộ trị giá 500 đồng tiền. Khi nhà vua trông thấy họ khoác y vàng, hỏi ra biết là đã dâng cúng, liền đến trưởng lão hỏi tiếp: Bạch tôn giả, ngài làm gì với số y nhiều thế? Tôi sẽ giữ đủ số y cần thiết, số còn lại sẽ trao cho những vị đã rách y. Những vị đó làm gì với y rách? Làm khăn trải giường, còn khăn trải giường đã cũ. Làm thảm chùi chân, còn tấm thảm cũ sẽ làm khăn lau chân. Rồi khăn lau chân cũ sẽ được cắt ra từng mảnh nhỏ, trộn với hồ đề trét vách. Như vậy, bạch tôn giả, dù tất cả y đều dâng lên tôn giả, nhưng không phung phí. Hoàn toàn đúng vậy, thưa đại vương. Nhà vua hài lòng đến nỗi truyền đem thêm 500 y đặt dưới chân trưởng lão. Magandhya thấy rằng bất cứ âm mưu nào đưa ra hậu quả đều ngược với sự mong đợi của bà. Lần này, bà cho tiến hành một kế hoạch khác. Bà ra lệnh cho người chú đến cung điện của Samavati, mở cửa kho lấy vải, nhúng dầu, rồi nhúng vào cột nhà, tập hợp tất cả các cung nữ vào trong nhà, đóng cửa lại, rồi lấy đuốc châm lửa đốt. Trong đám lửa đang cháy lan thật nhanh, Samavati khuyên nhắc các tỳ nữ. Dù với trí tuệ của Phật cũng khó xác định được trong vòng luân hồi từ vô thủy, thân xác chúng ta đã bị thiêu đốt bao nhiêu lần. Vậy, các ngươi hãy chánh niệm. Trong khi lửa đang cháy thật nhanh, Samavati và các cung nữ chuyên tâm thiền định về đề mục sự đau đớn và họ đã chứng các quả thánh. Thế Tôn, khi nghe các tỳ kheo kể chuyện Samavati và 500 cung nữ bị mất mạng, để giải đáp câu hỏi về số phận của họ trong kiếp sau, đã cho biết là có người chứng sơ quả, có người chứng nhị quả, có người chứng tam quả do phước báo của việc làm trong quá khứ. Này các tỳ kheo, trong vòng luân hồi, chúng sanh không phải lúc nào cũng chuyên niệm nhất tâm, đôi khi họ đã phạm ác hạnh, do đó họ kinh qua cả hai lạc và khổ. Lúc bấy giờ, nhà vua đang ở vườn giải trí, nghe tiếng la, cung của Samavati bị cháy, ông vội đến đó, nhưng tất cả đã cháy rụi. Ông ngồi xuống bậc thềm, triều thần vây quanh, vô cùng thương tiếc Samavati khi nhớ lại đức hạnh của nàng.
Ông thắc mắc không biết ai có thể gây ra việc đau thương này và nghĩ ngay đến Magadinja. Ông muốn dùng mẹo dò hỏi bà ta nên nói với những người tùy tùng. Thế cũng xong, bây giờ ta hết bị lôi kéo hay bận rộn nữa. Samavati luôn luôn tìm cớ giết ta, khiến ta sợ hãi và ngờ vực. Nhưng giờ đây, tâm ta sẽ yên ổn và ta có thể nằm ngủ yên lành. Ai đã làm việc này, đại vương? Người mà thật sự yêu ta nhất đã làm. Magadinja tình cờ đứng gần đó nghe thế, liền hãnh diện nhận ngay mình là thủ phạm cùng với người chú. Vua vẫn bình tĩnh khen rằng không ai thật sự yêu vua bằng bà và sẽ ban cho bà cùng với quyến thuộc một ân huệ. Bà nhắn tin thân quyến gần xa đến hoàng cung, ngay cả những kẻ không họ hàng nghe chuyện cũng đút lót để được làm bà con. Khi đã tập trung, vua ra lệnh đào hố sâu đến thắt lưng, bỏ họ xuống, trải rơm lên trên rồi đốt rơm. Khi lửa đốt, da thịt họ đến giòn rụm, vua cho cày sắt, cày lấp thân thể họ đập phụng ra. Đối với Magadinja, vua cho dùng dao nhọn, xẻ những chỗ thịt trắng chắc trên người bà ra từng mảnh, bỏ vào thùng dầu, đặt trên lò than, chiên như bánh và bắt bà ăn. Trong pháp đường, Đức Phật nghe các tỳ kheo thắc mắc, bàn tán về cái chết của Samavati với 500 cung nữ nên kể. Và đây là chuyện quá khứ của Samavati. Samavati đã âm mưu đốt một vị Bích Chi Phật. Đó là câu chuyện của quá khứ. Ngày xưa, khi vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có 8 vị Bích Chi Phật thường được cúng dường thức ăn trong hoàng cung với 100 cung nữ hầu hạ. 7 vị trở về Hy Mã Lạp Sơn, còn lại một vị ngồi nhập định trên bờ sông nơi đám cỏ rối. Một dịp theo vua đi tắm chơi, các cung nữ đã nô đùa suốt ngày trong nước. Bây giờ lên bờ và trung lên vì lạnh, họ tìm chỗ đốt lửa để sưởi ấm. Thấy đám cỏ, họ chẳng buồn ngó trước xem sau, vội châm lửa và xúm xích quanh. Khi cỏ cháy xẹp xuống, họ phát giác vị Bích Chi Phật, hoảng hốt không biết tính sao. Cuối cùng, vì sợ nhà vua truy ra bắt tội, họ muốn phi tan hẳn xác của Phật, nên đem củi đến từ mọi ngã, chất đống thành một dàn thiêu lớn, đổ dầu và châm lửa, xong họ bỏ đi. Hành động đầu tiên của các cung nữ thì vô tâm, nhưng sau đó họ phạm lỗi nặng vì có tính toán kỹ, do đó bị quả báo đau khổ. Riêng vị Bích Chi Phật đang đắm mình trong thiền định thì dù có 100.000 xe củi với dầu đốt lên, Ngài cũng không thấy nóng. Vì vậy, vào ngày thứ bảy, Phật xuất định và đi đến nơi Ngài thích. Những cung nữ này không những bị nung nấu nhiều 100.000 năm trong địa ngục mà nhà họ còn bị đốt và họ chết cháy trong nhà mình suốt 100 kiếp liên tiếp. Đức Phật kể xong chuyện thì các tỳ kheo hỏi tiếp: Nhưng Bạch Thế Tôn, tại sao Kusita trở thành một người gù? Sao cô ta lại thông minh thế? Sao cô ta chứng quả dự lưu và sao lại thành một tỳ nữ? Đức Phật kể tiếp, và đây là chuyện quá khứ, cái việc làm kiếp trước của Kusutara là cái cô tỳ nữ của hoàng hậu, cái người mà nghe Phật thuyết pháp xong rồi quay trở về hoàng cung thuyết pháp cho hoàng hậu và 500 tỳ nữ nghe đó. Đây là câu chuyện quá khứ của cô. Này các tỳ kheo, cũng trong triều đại của vị vua Phạm Ma Đạt trị vì Ba La Nại, có một vị Phật độc giác hơi gù. Một tỳ nữ trông thấy, bèn quấn một cái mền trên vai và tay ôm một bình bát bằng vàng, lưng còng xuống y như một người gù, rồi chậm rãi vừa bước đi vừa nói: Ông Phật độc giác đi như thế này đây, vì cô nhại tướng đi của Ngài nên cô ta thành gù lưng. Tuy nhiên, ngày đầu tiên cô đã dâng lên các vị Phật độc giác chỗ ngồi trong hoàng cung, lấy bình bát múc đầy cháo đặt cúng dường. Phật nhận lãnh, nhưng vì cháo quá nóng nên phải truyền bình bát từ tay này sang tay khác. Cô thấy vậy bèn dâng 8 vòng tay bằng ngà lót dưới bình bát. Xong Phật nhìn cô, lập tức cô thưa: Chư tôn giả, chúng tôi không dùng những vòng này nữa, xin các ngài nhận cho, xem như một món quà của chúng tôi dâng cúng trước khi lên đường. Các vị Phật độc giác mang những chiếc vòng này về hang núi và đến ngày nay vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ phước báo của việc làm này, cô thuộc lòng tam tạng kinh điển và trí tuệ uyên bác, và cũng do đó cô chứng quả dự lưu. Đó là việc làm của cô trong thời kỳ giữa hai vị Phật. Thời Phật Ca Diếp, có cô con gái viên trưởng khố ở Ba La Nại. Một hôm khi bóng chiều đổ xuống, lấy gương ra soi và trang điểm, một ni cô bạn thân của cô, người đã đứt hết dục lạc đến thăm. Lúc đó các nàng hầu của cô vắng mặt nên cô bảo vị ni ấy lấy giùm giỏ trang điểm, nếu không làm theo ý cô có thể cô nổi sân và như thế sẽ tái sanh vào địa ngục, nhưng nếu nghe lời cô sai bảo thì cô sẽ phải làm người hầu ở kiếp sau. Làm người hầu dù sao cũng không khổ bằng địa ngục, cho nên vị ni cô đã lấy giỏ trang điểm và đưa cho cô, do đó cô trở thành người hầu ở kiếp này. Là một hôm khác, tỳ kheo bàn cãi trong pháp đường, Samavati và 500 cung nữ bị thiêu ngay trong nhà mình, còn Magadinja và quyến thuộc
bị lửa rơm đốt, bị cày sắt cày nát như. Riêng Magadhyaya bị nấu trong dầu sôi. Như vậy ai sống và ai chết? Đức Phật nghe qua đáp rằng: Này các tỳ kheo, những người phóng dật buông lung dù sống 100 năm cũng như chết. Những người sống chú tâm chuyên niệm dù chết hay sống vẫn là đang sống. Này các tỳ kheo, có chú tâm chánh niệm thì không bao giờ chết cả. Rồi Đức Phật đọc pháp cú sau: Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt thanh tịnh vô thường. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đọc xong ba câu pháp cú cũng như là một cái tích truyện rất là dài liên quan đến ba câu pháp cú này. Như mọi người cũng đã nghe, với ba câu pháp cú thôi mà câu chuyện với rất nhiều những nhân vật đang xen, từ vua Udena rồi tới vị chưởng khố, rồi sau đó là câu chuyện của các bà thứ phi, bà hoàng hậu với vua, rồi những ân oán, rồi sau đó là câu chuyện giữa Đức Phật với bà thứ phi, rồi cái chuyện bà hận Đức Phật ra sao và tìm cách hãm hại hoàng hậu như thế nào. Rất là nhiều những câu chuyện đã được kể lại từ quá khứ cho đến ngày hiện tại để lý giải những cái điều mà những nhân vật trong câu chuyện này đang phải gánh chịu, vừa là phước báo hoặc là vừa là những cái quả báo dữ. Thì Đức Phật đều kể những cái câu chuyện tiền kiếp để có thể cho mọi người hiểu vì sao ngày nay những cái người đó đang phải nhận lãnh những cái quả báo như thế. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là vòng luân hồi bất tận. Nếu như chúng ta chưa ra khỏi cái sự sinh tử luân hồi, chúng ta chưa chứng đắc, chúng ta chưa thành những bậc A-la-hán, thì chúng ta vẫn còn xoay chuyển trong cái vòng luân hồi bất tận ấy. Và kiếp này chúng ta là kẻ thù của nhau, trở lại kiếp sau chúng ta là những người ân người oán với nhau, là vợ là chồng, là cha là mẹ, là con là cái, là thú vật vân vân. Rất là nhiều cái nẻo luân hồi mà chúng ta đã từng đi qua. Và như vậy Nghĩa nghĩ rằng bản thân của Nghĩa thôi, mình thấy rằng không biết kiếp trước mình đã từng là ai, và những kiếp trước nữa mình đã từng là ai và mình đã gặp những ai. Nhưng chúng ta cũng có phần nào biết được điều đó với những gì đang diễn ra ở kiếp hiện tại của chúng ta. Giống như các thầy vẫn thường hay giảng, muốn biết kiếp quá khứ như thế nào thì chúng ta hãy nhìn ngay cái kiếp hiện tại của chúng ta đang nhận lãnh những gì. Và muốn biết cái kiếp tương lai ra sao thì chúng ta cũng nhìn ngay cái kiếp hiện tại của chúng ta đang làm những gì, thì chúng ta cũng có thể đoán biết được một phần nào. Và nghĩ rằng thật là may mắn khi ở cái kiếp hiện tại này chúng ta được là một con người, chúng ta đầy đủ các căn, chúng ta được sinh ra trong một gia đình mà có truyền thống Phật giáo, hoặc là chúng ta được sinh ra có cái nhân duyên để gặp được Phật Pháp, để chúng ta có thể biết những cái lời dạy của Phật. Dù những lời dạy đó đã cách đây hơn 2.500 năm, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn giữ nguyên giá trị, bởi vì đó chính là chân lý. Để rồi chúng ta biết học, biết tu, biết sửa lỗi lầm của mình, biết sợ những cái ác nghiệp mà chúng ta đã từng gây tạo trước đây, và cố tránh tạo tiếp tục những cái ác nghiệp đó từ ngày này trở về sau. Thì đó là những cái điều mà mình nghĩ rằng là mình phải luôn luôn tâm niệm để mình sống làm sao để mình có thể hy vọng rằng ở những cái kiếp vị lai mình sẽ được thác sinh vào những cái cảnh giới lành, và cho dù ở cảnh giới nào thì vẫn có một cái lời nguyện duy nhất là được gặp Phật Pháp, được tu học để chúng ta ngày càng tiến bộ hơn trên con đường giác ngộ. Một câu chuyện đã rất dài rồi cho nên là Nghị cũng sẽ không bàn thêm nhiều về cái câu chuyện này nữa. Hy vọng rằng tất cả quý vị và các bạn có thể nghe, thậm chí là nghe đi nghe lại nhiều lần để chúng ta có thể hiểu câu chuyện hơn và chúng ta có thể soi chiếu lại bản thân của mình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.